Tập 25. Mẫu phi vì người đó mà rời khỏi tộc nhân của mình, một mình đến hoàng cung, đến nay bị phụ lòng, cuối cùng vẫn không thể trở về cố hương Nam Hải. Mẫu phi, người hãy yên tâm, con nhất định sẽ bắt những kẻ hại chết người phải trả giá. Di Tắc, huynh tuyệt đối đừng làm chuyện ngốc. Huynh đi tìm thẳng bọn chúng như vậy có khác nào đi nộp mạng? A Di Đà Phật. Điện hạ, tuyệt đối đừng để thù hận che mờ đôi mắt. Hôm đó lúc Thục Phi giao huyết lệ cho ta, từng có lời đời này được theo ý nguyện, không oán, không hận. Cho đến hôm nay, trong lòng Thục Phi không có nửa lời oán thán. Lệ cô ấy để lại không phải vì ai khác, điều là vì điện hạ ngày đó. Ân tình của đại sư hại Di Tắc khó lòng báo đáp. A Di Đà Phật. Bệ hạ, để tránh để lại yếu điểm, thần đã quả táng di cốt của Thục Phi. Bệ hạ có cần phải nghiền thành tro bụi, không để dấu vết không? Truyền ý chỉ của trẫm, truy phong Thục Phi làm quý phi, hậu táng theo quy cách của hoàng thất. Bệ hạ, trong cung này rất nhiều người biết thân phận thật của Thục Phi, nếu làm rầm rộ như vậy, liệu có bị nói ra nói vào không? Nếu có người dám bàn tán dị nghị, trẫm sẽ chém cái đầu của hắn. Thần tuân chỉ, thần nhất định sẽ an bài ổn thỏa sự vụ an táng Thục Phi. Là ngươi? Xem ra thẩm giả đúng là một kẻ nhân từ. Vậy là ý gì? Thẩm lang tế tư, ngươi làm việc bất lực như vậy, thật không hiểu tại sao đại tế tư lại giữ ngươi đến giờ. Ngươi đừng quên, nếu không nhờ ta, đến giờ ngươi vẫn bị thẩm giả che mắt. Ta không tiện hạ giới. Nếu ngươi không thể diệt trừ đám người tà y, cắt đứt manh mối chuyên mình kiếm thẩm giả đang tìm, thì giao dịch của chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Tu vi của mấy tên tiểu tử đó bây giờ đều có tiến bộ. Nếu muốn bắt được bọn chúng cũng sẽ không đơn giản như trước đây nữa rồi. Ngươi làm gì? Tất nhiên là giúp ngươi một tay. Ngươi mau dừng tay. Ta không muốn biến thành quái vật bị ma quá. Thàm làng tế tư không cần hoảng sợ. Ta chỉ tạm cho ngươi mượn số ma khí này. Chỉ cần bản thể của ta không diệt thì ngươi cứ việc an tâm để mình ma quá, về sau vẫn có thể phục hồi nguyên mạo. Thật sao? Dĩ nhiên. Chỉ sợ số ma khí này không chỉ sẽ khiến tu vi của ta tăng mạnh, đồng thời cũng sẽ triệt để giao sinh tử của ta vào trong tay ngươi. Giết chết bọn tà y, quý diệt chiêu mình kiếm, ta tự ắt sẽ thu hồi số ma khí này về. Làm sao ta tin ngươi được? Vì ngôi vị đại tế tư
Tham Lang Tế Tự có nguyện lòng cướp lấy lòng tin của ta không? Tham Lang Tế Tự quả nhiên hiểu thấu đại thể. Chân nhân cô... Phu nhân. Này, đa tạ phu nhân. Chân nhân cô nương, cô mặc lao quần cũng đẹp thật đấy. Ngài thường suốt ngày chém giết, mặc bộ này không tiện. Sau này dọn vào nhạc phủ ở, cơ hội chém chém giết giết cũng không nhiều nữa. Ta chỉ ở tạm nhạc phủ, rồi sẽ có ngày phải đi thôi. Hai cha con này đúng là đầu gỗ. Nếu không nhờ cô khuyên nhủ dị nhi, cô không biết bọn họ bao giờ mới có thể làm quà với nhau nữa. Phu nhân quá lời rồi. Thực ra ta không làm gì cả, là bản thân vô dị suy nghĩ thông thấu. Được rồi, cô đừng khách sáo với ta nữa. Đưa ta đi, ta đưa cô ra ngoài dạo chơi. Lát nữa có đầy thời gian canh y. Đi. Tới rồi. Vườn Mỹ Nhan Hàng Hậu. Ngụy Trà Trắng Gia Hàng Hậu. Đây là nơi gì vậy? Cô vào trong là biết. Phu nhân, sao người không vào vậy? Ta không dám vào nữa. Lần nào ta đến cũng giết sạch những thứ trong đó. Các cô nương khác đều hết cái mua. Yên tâm, nhất định sẽ khiến cô thay da đổi thịt. Đi đi. Đi. Vì cô nương đây xinh đẹp quá. Có điều da dẻ có hơi thô ráp đó. Thô ráp. Không sao, các cô nương lần đầu đến chỗ ta, có ai mà không mặc mày lem luốc. Bây giờ sẽ khiến cô trắng trẻo, mịn màng ngay. Thử cái này xem. Ta chưa bao giờ bôi những thứ này hết, cũng không biết dùng thế nào, thôi bỏ đi. Ta dạy cô. Kem trắng Ngụy Trà này là món đồ yêu thích của nhạc phu nhân, cũng là sản phẩm dưỡng da kinh điển nhất của hàng hậu chúng ta. Được chiết xuất từ bạch trà của Tế Châu nước Cao Ly đấy. Cô chỉ cần bôi lên hàng ngày là có thể khiến da cô mịn màng như da em bé. Cô xem thế nào? Hình như cũng có trắng ra thật. Vậy ta gói lại cho cô nhé. Khoan đã, ta chỉ lấy một bình, tại sao lại gói tất cả vậy? Vậy là ít rồi đấy. Nhà phu nhân lần nào đến cũng phải giác sạch cả tiệm chúng ta đi. Gói hết lại cho ta, mang đến phủ của ta. Vâng. Đẹp không? Đẹp lắm. Hai cô xem thế nào? Ông chủ, gửi hết lại cho ta. Dân, đa tạ phu nhân. Phu nhân. Không đủ sao? Không không không. Cái này đẹp chứ? Đẹp à? Cũng tạm được. Không được khách sáo với ta. Ông chủ, cái này phía dưới nữa. Gói hết lại cho ta, gửi đến nhạc phủ. Dân.
mỗi màu một chiếc mang đến nhạc phủ dâng nhạc phu nhân. Gửi đến nhạc phủ, mua, gửi đến nhạc phủ, mua, mua hết đi, thử xem. Thế nào, có ngon không? Không ăn cũng được, tránh để ảnh hưởng dốc dáng. Cầm lấy. Đa tạ phu nhân, đa tạ phu nhân. Đi thôi. Thiếu gia, thiếu gia. Từ từ, thiếu gia. Lão gia. Cha, hay là cha về trước đi, con còn phải làm chút việc. Việc gì vậy? Con đến tụ bảo các xem thử, nghe nói ở đó đã thêm rất nhiều yển giáp mới. Về sớm nhé, đừng để mẹ con lo. Con biết rồi à. Là huynh, ta còn tưởng là gian tế do nhị hoàng tử phái đến. Lan Dương lo cho thương thế của cậu, còn lo người của nhị hoàng tử gây khó dễ, nên bảo ta đi theo. Đưa ta đi gặp Lan Dương, vừa hay ta có việc phải nói với ngài ấy. Sợ quá, sợ quá. Tuyệt đối đừng trách ta. Xin lỗi, xin lỗi. Vô vị ca ca, chuyên ninh vì huynh mà gây sát nghiệp rồi đó. Xin lỗi, xin lỗi. Sát nghiệp gì? Vô vị ca ca. Sát nghiệp gì? Mụ định giết ai? Không, không. Huynh nghe nhầm rồi. Chuyên ninh, sao mụ lại ở đây? Mụ đi ngang qua. Đi ngang qua đây. Đi ngang qua. Chuẩn bị hành hình. Dừng tay. Dừng tay. Dừng tay, nhà công tử, nhà công tử, các người mau dừng tay. Ai dám tổn thương vô vị ca ca, ta tru cửu tộc hắn, xem ai dám. Chiều Ninh, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Huynh kêu muội nói ở đây à? Tất nhiên rồi. Đáng ghét, thì muội chỉ muốn trả thù cho quan gia nhà huynh thôi mà. Muội nói linh tinh cái gì vậy? Sao tôi lại nói linh tinh vậy? Mau bảo họ đi đi. Mau lên. Ngươi còn ngay ra đó làm gì? Mau đi đi. Đi đi cho ta, rút. Đi. Các huynh đệ, mọi người đi nghỉ ngơi đi. Vô vị ca ca, hôm nay ta đã giúp huynh một chuyện lớn. Huynh định cảm ơn ta thế nào? Ta biết tiểu tử này chẳng có lòng tốt gì đâu. Chiêu Ninh, ta đã nói với cô, đây đều là chuyện riêng của ta. Nhưng chuyện của huynh cũng là chuyện của ta mà. Đủ rồi. Cô có biết hôm nay cô đã làm những gì không? Suýt chút nữa cô đã gây nên sai lầm lớn rồi. Lạc Vô Dị, con người của huynh.
Lan Dương, xin lỗi, ta cũng không biết cô ta từ đâu mà tới, là ta đã làm hại huynh. Không sao, xem ra đệ cũng hồi phục được nhiều rồi. Chỉ là sắc mặt có hơi kém một chút. Là đau của huynh quá cùn. Vô Dị, ta biết đệ mềm lòng, không ra tay được. Sau này chuyện của Lạc Thiệu Thành giao cho ta. Lan Dương, chuyện này thực ra là hiểu nhầm. Hiểu nhầm? Lẽ nào đệ đã quên Lạc Thiệu Thành đã thừa nhận mọi tội trạng của hắn? Sao là hiểu lầm chứ? Ta nói cho huynh biết, ta đã thông qua hàm quan, nhìn thấy 20 năm trước chân tướng của chiến dịch Nguyên Độc. Chân tướng. Hai vị khách quan mời dùng. Đến đây. Lạc phu nhân, chúng ta có cần mang một chút về cho Vô Dị không? Cô thật quan tâm tới Vô Dị nhà chúng ta. Không phải, ta nhớ khi Vô Dị ở bên ngoài đã nhắc đến món này vài lần, cho nên ta mới... Văn nhân cô nương, cô và Dị Nhi nhà ta rốt cuộc là có quan hệ gì? Quan hệ gì? Chúng ta là bạn bè, là bạn hữu. Chỉ như vậy thôi sao? Đừng nhìn Dị Nhi nhà chúng ta cả ngày chỉ ở nhà làm yển giáp, thực ra con người của nó tâm tư rất tinh tế, cũng rất biết thương yêu người khác. Dị Nhi này cũng không còn nhỏ nữa, mỗi lần nói với nó chuyện lấy vợ, nó liền cứ trốn tránh ta, cũng không biết trong lòng nghĩ thế nào. Lạc phu nhân, xem ra đã không tốn biết bao tâm tư. Đương nhiên rồi. Văn nhân cô nương, cô và Dị Nhi đã đi cùng nhau lâu như vậy, chắc cũng rất hiểu nó. Cũng được coi là hiểu. Vậy cô nói cho ta, rốt cuộc nó thích cô nương thế nào? Ta không biết. Cô thật sự không biết. Cô xem, mặt của cô cũng sắp dúi vào miếng mai cua rồi. Vô Dị nói không sai, cua của Thúy Trúc Hiền này thật sự ngon, ngon lắm. Vậy cô hãy ăn nhiều vào. Thật sự như vậy, hoàn toàn chính xác. Lan Dương, ta cũng từng nghe tộc nhân đề cập đến năm đó quân đội trong thành tàn sát lẫn nhau và có yêu thực kỳ dị từ trời giáng xuống. Ta cũng có được nghe qua. Chỉ có điều, người Trung Nguyên giỏi dùng pháp thuật, ta vẫn luôn cho rằng là thủ đoạn đông thắng quân công thành mà thôi. Cự Mộc và cha ta tuyệt đối không có chút quan hệ nào. Đúng rồi, trong hàm quan kiếm còn có thượng cổ kiếm linh, hắn có thể làm chứng. Kiếm linh gì? Ngột Quả La là kiếm thủ tiền nhiệm của hàm quan kiếm, kiếm linh sẽ không nói dối. Nếu huynh còn không tin, ta sẽ triệu hồi kiếm linh. Không cần đâu. Vô Dị, ta tin đệ. Tốt quá rồi. Chỉ có điều Cự Mộc này từ đâu mà tới? Điều này ta cũng không rõ lắm. Ta cũng đang điều tra. Hơn nữa, không chỉ Nguyên Độc, còn có An Dương, Lãng Đức Trại, còn có Ngư Thôn ven biển, đều chịu phải trà độc của nó. Chuyện này trọng đại. Sau này, chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ chân tướng. Xem ra, ta đã thật sự hiểu lầm Lạc Thiệu Thành rồi. Hay là các người, chúng ta thế nào?
Bất luận nói thế nào, đều là Lạc Thiệu Thành đưa binh dây thành. Cho dù Nguyên Độc có gặp phải đống cự mộc này, cùng lắm cũng chỉ bỏ thành mà đi. Nguyên Độc cũng sẽ không nước mất nhà tan. Sư phụ càng sẽ không thể chết thảm. Lan Dương, cha đã nuôi dưỡng ta 18 năm. Nếu như huynh thực sự báo thù ông ấy, bắt đầu từ khắc này, chúng ta sẽ là kẻ địch. Muốn ta tha cho Lạc Thiệu Thành cũng chưa chắc đã không thể. Thật sao? Nhưng ta có một điều kiện. Đây phải lập tức cùng ta về Nguyên Độc. Hai huynh đệ chúng ta cùng mưu đại nghiệp phục quốc. Từ nay về sau, để không được gặp Lạc Thiệu Thành nữa. Đến nước này, ta cũng không muốn giấu huynh nữa. Ta không có chí hướng phục quốc. Muốn ta không gặp cha ta càng không thể. Đệ nói gì? Ta nói rồi, hắn từ nhỏ tới lớn được hưởng tận vinh hoa phú quý, hiện giờ bảo hắn dứt bỏ tất cả, sao hắn có thể làm được? Hôm nay đệ nhất định phải cho ta một lời. Rốt cuộc đệ muốn làm ngại Lý Tây Nhĩ của Nguyên Độc hay là làm Lạc Vô Dị của Trường An? Lan Dương, ta không phủ định quyết thống của ta ở Nguyên Độc. Ta cũng không tham phú quý. Nhưng cha ta đã nuôi ta lớn. Ta chính là con trai của ông ấy. Huống hồ bây giờ ta còn có chuyện rất quan trọng nữa phải làm. Ta không thể theo huynh về. Vậy để nói cho ta, chuyện gì ta đi cùng đây. Huynh đừng quản nữa. Tóm lại ta sẽ không theo huynh về Nguyên Độc. Đây chính là lựa chọn cuối cùng của đệ. Xin lỗi. Bao nhiêu năm nay, chỉ cần đệ vẫn còn sống, sống an nhàn vô sự, ta rất vui. Trong lòng ta, đệ mãi mãi là ngại Lý Tây Nhĩ của Nguyên Độc. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không đồng thời thừa nhận đây là con trai của Lạc Thiệu Thành. Ngại Lý Tây Nhĩ, tình nghĩa huynh đệ giữa chúng ta đã tận. Từ nay ai đi đường nấy. Lan Dương, huynh thực sự muốn như vậy sao? Không phải ta muốn vậy, là đệ. Đúng rồi, dân nhân cô nương, hôm qua cô nói sở dĩ lúc đầu theo dị nhi vào hoàng cung chính là vì cô muốn lấy một thứ của dị nhi. Tiểu tử này lại học được thối tiện ta lấy đồ rồi. Không phải là phu nhân, nói ra vô dị và thứ này cũng có chút liên quan. Chính là cái này. Đây là trứng yển giáp của Tạ Y đại sư tạo nên. Phu nhân, người làm sao vậy? Có thể cho ta mượn xem một chút? Sao cô lại có thứ này? Còn ở nơi khác nữa.
Phu nhân, người biết vật này. Đúng thế, ta cũng có một cái. Cái gì? Lan Dương, không nở rồi. Lần này phân ly, có lẽ mãi mãi cũng không còn gặp lại đời ấy nữa rồi. Nếu hắn đã không coi mình là người nguyên độc, người hà tất phải đau lòng không nở? Nói dù sao cũng là đệ đệ của ta. Đi. Lan Dương, bảo trọng. Tiểu tử, tại sao ngươi lại nói dối? Ta nói dối gì hả? Ngươi biết rõ rằng Cự Mộc đến từ Lưu Nguyệt Thành, tại sao ngươi lại nói với hắn là ngươi không biết chuyện đó? Nếu Lan Dương biết được kẻ đứng đầu gây họa là Lưu Nguyệt Thành, ngài nhất định sẽ nghĩ mọi cách để báo thù. Chuyện này quá nguy hiểm, ta không muốn ngài bị liên lụy. Nếu sau này ta có thể tìm thấy Chiêu Minh Kiếm để báo thù cho sư phụ, ta nhất định sẽ đến Quyền Độc để xem có thể làm được gì đó cho họ. Ngươi có thể hết lòng như vậy cũng không uổng là con của Ngột Quả La. Không ngờ yến giáp đảng thứ ba này lại nằm trong tay Nhạc phu nhân. Đây là di vật sư tôn của ta, là Hô Duyên đại sư để lại. Năm đó ông được một người bạn cũ tặng cho. Nghe nói người bạn cũ đó khi ấy bị người ta truy sát. Còn có ý nghĩa của yến giáp đảng này rất phi phàm, thế nên ban cho sư tôn của ta. Phu nhân có biết yến giáp đảng này có tác dụng gì không? Vậy người có thể cho ta mượn yển giáp đảng này không? Cô cần dùng sao? Phu nhân, không giấu gì người, thực ra trong tay chúng ta cũng có hai yển giáp đảng. Thêm một cái nữa của người giàu, có lẽ dù gì có thể mở ra được bí mật nằm ở trong đó. Thì ra trong tay mọi người đã có hai yển giáp đảng rồi. Sư tôn của ta nhiều năm như vậy rồi luôn nghiên cứu về quả trứng yển giáp này, nhưng cho đến cùng vẫn không mở ra được bí mật nằm trong đó. Nếu mọi người thật sự có thể giải được nó, có thể nói cho ta biết không? Nếu có thể mở ra, ta nhất định sẽ nói cho phu nhân. Văn nhân, vô dị, nhìn xem. Đây là trứng yển giáp mới. Ở đâu ra vậy? Đây là do sư tôn Hô Duyên trưởng lão truyền lại cho Nhạc phu nhân. Sau khi ta phát hiện, đã lập tức mượn nó về. Cô nói quả trứng thứ ba này luôn ở trong tay mẹ ta sao? Ta hiểu rồi. Sao thế? Văn nhân, nhìn xem. Thực ra những đường vân trên đây chính là cách để mở ra những quả yển giáp này. Trước đây thiếu một cái nên không nhìn ra được.
Thì ra là vậy. Theo suy đoán của ta, sau khi mở ra ba quả trứng này, có thể ghép thành một yển giáp mới. Giờ mở luôn sao? Mở chứ. Văn Nhân, đưa ta cái vặn ốc. Văn Nhân, khăn tay. Khăn tay? Huynh cần khăn tay làm gì? Lau mồ hôi. Bên này nữa. Cảm ơn. Di Tắc, huynh đừng làm chuyện ngốc. Giờ huynh báo thù là tự chui đầu vào rõ đấy. À Nguyễn cô nương, Di Tắc ta xin huynh. Huynh đừng làm chuyện ngốc nghếch. À Nguyễn cô nương, ta hơi khó thở. Cô có thể bỏ ta ra đã rồi nói không? Ta xin lỗi. Vừa rồi ta lo lắng quá cho nên không làm huynh bị thương chứ. Xin lỗi à Nguyễn cô nương. Người nên xin lỗi là ta. Ta làm cô phải lo lắng rồi. Cô yên tâm, ta không định làm gì cả đâu. Vậy tại sao vừa sáng sớm huynh đã rời khỏi chùa Từ Ân rồi? Ta đến để tiễn mẫu phi đoạn đường cuối cùng. Hôm nay hãy để mẹ ta yên tĩnh rời khỏi đây. Thế nên ta sẽ không ra tay. Vậy sau này thì sao? Sau này huynh còn đi tìm họ báo thù không? Nực cười là ta vẫn tin tưởng người đó, tình thâm nghĩa nặng với mẫu phi ta. Di Tắc, cô yên tâm, An Nguyễn cô nương. Ta biết rất rõ, với năng lực của ta hiện giờ, chống lại người của Thánh Thượng và nhị hoàng tử gần như là không thể nào. Lấy trứng chọi với đá không có ý nghĩa gì cả. Nhưng món nợ của bọn họ
rồi sẽ có một ngày ta sẽ tính toán với họ từng chút một. Thực ra di nguyện của Thục Phi nương nương là mong rằng Di Tắc Huynh có thể bình an mà sống tiếp. Sao ta bình an được? Không thể nào. An Nguyễn cô nương, nếu có một ngày ta đăng cơ hoàng vị, cô liệu có còn ở bên cạnh ta không? Di Tắc, huynh muốn làm hoàng đế sao? Cho dù từ nhỏ tận mắt nhìn những việc đấu đá lẫn nhau, bè lũ xu nịnh, ta vẫn ngây thơ mà cho rằng chỉ cần khiêm tốn hành sự, không có ý hại người, là có thể tránh khỏi tranh chấp. Ta không hề có hứng thú với hoàng vị này. Nhưng giờ đây xem ra, chỉ có cách kẻ nửa yêu như ta cai trị thiên hạ, lấy đi hoàng vị quý báu nhất trong lòng họ, thì đấy mới là sự báo thù triệt để nhất. Nhưng cho dù là như vậy, Thục Phi nương nương cũng không thể sống lại. Hơn nữa, Di Tắc, huynh thực sự sẽ thấy vui sao? Có vui hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. E rằng chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa nỗi hận lòng ta. Đây chính là yển giáp ghép từ ba quả trứng đó sao? Trông kỳ kỳ lạ lạ, có thể dùng làm gì chứ? Thành quả không phụ lòng người, không uổng công ta thức cả đêm, đáng lắm. Trong này nhất định có quyền cơ. Đây là nơi nào? Đây hình như là động trời trong yển giáp. Có lẽ là một đạo lý với tranh Đào Nguyên Tiên Cư. Ở đây rất giống bức Đào Nguyên Tiên Cư, nhưng có chút không giống. Dân nhân, nhìn xem. Chuyện gì vậy? Thì ra đây là hư ảnh của sư phụ. Người đến cho dù là ai cũng không cần kinh ngạc. Nơi này là động trời mà thông thiên chi khí tạo ra. Là thứ mà Di Tắc luôn kiếm tìm. Thông thiên chi khí. Nếu đã có người bước vào đây, ắt hẳn ta đã không còn sống nữa. Người đến dù không phải thái gì thì cũng là một yển sư xuất sắc. Chắc hẳn cũng biết danh quý của ta. Khi còn sống, ta vất vả nửa đời, làm hỏng danh dự, mang vô số hư danh tội danh. Khi còn sống không dám bao biện chút nào. Sau này mong rằng thế gian có thể có một người giải tỏa nỗi khổ thầm kín cả đời của ta.
Sư phụ, đệ tử ở đây, mỗi câu người nói, đệ tử sẽ khắc ghi trong lòng, có chết cũng không quên. Tuy người có thể không bao giờ biết được nữa, khi chế tạo thông thiên chi khí này, ta đã đến Quyền Độc để điều tra mật sự liên quan đến sự an nguy của thiên hạ. Chuyến đi lành ít dữ nhiều, thế nên trải nghiệm trăm năm khi sống của ta với những gì ta điều tra được sẽ viết vào bạch thư để ở trong thông thiên chi khí. Nếu ta không may mà mất mạng, mong rằng khi nào đó người có duyên có thể tìm thấy cuốn này và hoàn thành tâm nguyện còn dang dở của ta. Quyên Độc lẽ nào có liên quan đến chuyến đi về phía Tây của Tại Tiền Bối năm đó? Thông thiên chi khí chia làm ba phần, phân bố ở các nơi khác nhau, cơ hội ghép lại mịt mù vô cùng. Ác hẳn nếu có thể thấy được cảnh tượng này, chắc chắn là do ông trời có ý thành toàn. Đời này chưa trải qua một ngày hư trịch, nhưng thế cũng đã đủ, không oán hận gì. Ai mà có nỗi ái náy, dư lực non nớt, cuối cùng khó mà đáp lại tình cảm của cố nhân, thác ái của ân sư. Niềm vui của người sống trăm năm này thực sự là quá ngắn ngủi, quá ngắn rồi. Sư phụ, người lại muốn đi nữa sao? Người lại biến mất trước mặt Đồ Nhi sao? Yển sư khi đó gọi ta là Khuê Niết là vì điểu tước mà ta tạo ra biết bay. Trâu ngựa thì biết đi, hành động như vật sống thật. Tuy nhiên, ta biết rất rõ ràng, bọn chúng tuy trông rất hoàn mỹ, nhưng lại không có sinh mệnh. Sư phụ, sinh mạng sáng lạn và cũng trân quý và cũng không bao giờ lặp lại. Thân là yển sư, mong rằng sẽ được kính phục và được trân trọng. Vô dị, sư phụ trên trời có linh, nhất định sẽ không mong huynh đau lòng vì ông ấy. Có thể gặp lại sư phụ, cho dù là ảo ảnh thôi, ta cũng thấy thỏa mãn rồi.